Chào mừng đến với Emidas. Tại giao diện chính sau khi đăng nhập, mời quý doanh nghiệp bấm vào mục trang của tôi. Trang Emidas có một tính năng hỗ trợ đẩy mạnh mức độ thu hút khách hàng là Top Banner. Hãy cùng tìm hiểu và cài đặt tính năng này nhé. Kéo đến mục các biện pháp thu hút khách hàng và chọn vào Top Banner. Có hai tùy chọn là ảnh thu nhỏ và mở rộng để 900 pixel chiều rộng. Hãy lựa chọn bức ảnh có kích thước 900 x 200 pixel, hoặc nếu chọn mở rộng 900 pixel, bức ảnh sẽ được kéo thành kích thước 900 với doanh nghiệp lần đầu đăng ảnh top banner cần đăng ký ảnh trong thư viện hãy bấm đăng ký hình ảnh trong thư viện nhập tên ảnh sau đó chọn tệp sau đó bấm xác nhận nội dung bấm đăng ký để đăng tải ảnh đã đăng tải ảnh xong hãy quay lại trang top banner bấm chọn từ hình ảnh đã đăng ký sau đó bấm đăng ký. Hoàn thành đăng ký banner. Đối với doanh nghiệp muốn thay đổi ảnh top banner, bấm thay đổi và chọn ảnh như lúc đăng tải ảnh mới. Bấm đăng ký. Cùng nhìn thành quả nhé. vậy là doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký top banner